Tử Vi Việt Nam xin kính chào các bạn. Buổi tối hôm nay tôi thay mặt Tử Vi Việt Nam xin kể cho các bạn một câu chuyện về tâm linh có thật và rất là hay. Câu chuyện này có thật. Vào hồi 3-4 giờ chiều hôm nay thì có một người phụ nữ dẫn theo một người con đến Linh Quang Điện và tự nhiên lên được tầng 2 và vào phòng khách, nơi mà thầy Tử Vi Việt Nam vẫn thường xuyên tiếp khách ở đây, và đến và nói khuôn mặt của cô ta trông rất thất thần, và không phải là nói như hai người trần với nhau mà toàn nói giọng người âm đối với các thầy Tử Vi. Và cô ấy bảo rằng là tôi đến đây để nhờ thầy giúp đỡ, và nhà tôi linh thiêng lắm, họ ngô rất là linh thiêng và dắt chúng tôi đến đây. Và thầy hỏi là tại sao cô biết ở đây mà đến, nhất quyết không nói, và là đấy là do gia tiên nhà tôi linh thiêng và dẫn tôi đến đây để nhờ cậy các thầy giúp, và chỉ có thầy mới giúp được thôi. Thì các bạn lâu nay nghe đâu đấy chúng ta nói về bùa ngải. Nếu mà về mặt kinh nghiệm ấy thì tôi đã từng giải rất là nhiều bùa, ví dụ như là bùa miên, bùa dân tộc của người Thái, rồi bùa yêu, rồi bùa phá hạnh, như là phá vỡ hạnh phúc gia đình ấy, rồi bùa làm cho điên dại, như là có những người mà bị bố bùa đến mức nếu mà xa cái người con gái chơi bùa ngải ấy, chỉ cần một thời gian sẽ là tăng huyết áp, lên cơn đau tim, tăng huyết áp và phải vào bệnh viện nằm ngay. Và tôi cũng đã tham gia làm giúp cho một số lãnh đạo cấp tỉnh Hà Nội vẫn bị bùa ngải, bị người ta chài. Thế là cứ đi theo một cái cô gái, cô ấy bỏ đấy, và bỏ hết vợ con đi theo, và cứ mỗi lần xuống Hà Nội là ốm đau và phải đến đây để giải. Thì cách giải bùa ngải thì thường là các thầy Tử Vi Việt Nam sẽ triệu hồn, cái linh hồn bùa lên, là có thể linh hồn đấy là nam, có thể linh hồn là nữ, hoặc là chết do thất tình, hoặc chết do bất mãn, tức là có nhiều cái chết khác nhau. Và khi mà những cái linh hồn này vất vưởng thì được các thầy nuôi dạy âm binh đấy, thu thập nuôi dưỡng, sau đấy là phục vụ cái công việc của người thầy âm binh sai khiến, hoặc là người thầy làm bùa ngải sai khiến cái linh hồn đấy. Thì có những linh hồn là người, có những linh hồn chỉ là con vật thôi, có thể là một con rắn, có thể là một con chăn, có thể là một con gà cắt tiết chết đấy, hoặc là cái con ngải mà người ta hay nuôi trong miền Nam. Thế thì hôm nay câu chuyện rất là lạ, là bé đỏ đấy dẫn mẹ đến đây để nhờ thầy giải bùa cho bố. Mọi người thấy khó tin không? Có nghĩa là bé đỏ chính là người âm, như là một cái bé mà hai vợ chồng này đã vì sụp chặt với nhau nên là người vợ đã phá thai năm 2000 và đứa bé đấy không được ra đời. Sau đấy là bé rất là linh thiêng, vẫn đi theo bố mẹ để phù hộ, và khi mà phát hiện được bố bị bùa ấy, thì tìm mọi cách để giải cho bố, mách với mẹ là bố bị ai bỏ bùa, cô gái bỏ bùa như thế nào. Và hôm nay ấy, thì bé đó nhập vào mẹ, bé đỏ nhá, là con ấy, nhập vào mẹ, dắt mẹ đến Linh Quang Điện để nhờ các thầy ở đây để giải bùa ngải cho bố. Thì đây là một câu chuyện thật, và sau đây là một số các video clip mà Tử Vi Việt Nam quay được để gửi cho các bạn xem. Việc này thì đối với các thầy tâm linh nó không có gì là xa lạ, nhưng đối với mọi người thì đây là một vấn đề hấp dẫn, và đây là những cái bằng chứng thật sự, con người thật, việc thật, để đưa lên cho các bạn theo xem để rút kinh nghiệm. Và nếu mà bạn nào mà có bị bùa ngải thì sẽ biết cách để mà giải, biết các biểu hiện của bùa như thế nào để chúng ta giải. Và thông qua đây cũng cho các bạn biết rằng là có những chúng ta mặc dù so sảy não các bé đi, và không, các bé không có duyên ở với chúng ta ở trần gian này, nhưng các bé vẫn ở cái cõi âm và luôn luôn theo dõi chúng ta. Và nếu như chúng ta không có cái biện pháp để cầu siêu cho các bé thì các bé vẫn ở trần gian và không tái kiếp được, và cứ đi theo và hay nhập vào người trần gian, rồi dẫn dắt những người trần gian. Thì cái tốt là gì? Có thể quan tâm đến được người trần, nhưng cái xấu thì nó lớn hơn, là làm cho cái người bị nhập là mất năng lượng, rồi không siêu thoát được, khiến cho cha mẹ rất là đau lòng, rồi bản thân bé đấy cũng thế, rất muốn siêu thoát để tái kiếp nhưng không tái kiếp được. Thì chúng ta cũng phải nên
nếu mà có bé đỏ thì chúng ta cũng nên làm lễ để cầu siêu cho các bé, cho các bé siêu thoát. Và sau đây, sau khi mà hai mẹ con của cô này đến đây rồi thì tôi có lập cho cô một cái lá số tử vi và xem lá số tử vi xem người này thế nào. Và lá số tử vi của cô rất đẹp. Lát nữa tôi sẽ qua chiếu lá số tử vi cho các bạn xem. Và sau khi nhìn lá số tử vi thì biết rằng là người này mình có thể giúp được họ. Và tôi đã mời lên Linh Quang Điện. Lên trên đấy thì hai mẹ con thắp hương khấn vái. Và sau đấy là tôi triệu vong linh đi theo người phụ nữ lên. Đấy, thế thì chính là bé đỏ nhập lên mẹ. Xong rồi kể cho thầy nghe là gia đình gặp việc gì như thế nào. Đấy, và sau đấy là các công việc, phần câu chuyện tiếp theo, trò chuyện tiếp theo thì các bạn sẽ theo dõi các video thì sẽ biết. Bây giờ các bạn theo dõi video nhé. Rồi, bây giờ nói đi nào, cần thầy giúp việc gì? Bây giờ xin thầy giúp con hỏi đi. Bây giờ thầy sẽ mời người âm đang đi cùng lên nhá. Để nói cho thầy nghe xem bây giờ trong gia chung có việc gì nhá. Người Trần thì thầy nói chuyện lúc nãy thì biết rồi. Gia cảnh như nào biết rồi nhá. Cho người âm lên nói chuyện với thầy nhá. Xin phép quan thần linh cai quản tại Linh Quang Điện cho phép các vong linh đi theo gia chủ hôm nay có mặt tại đây mượn ghế người trần gian. Xin thỉnh mời vong linh đi theo gia chủ mượn ghế người trần gian. Xin thỉnh mời vong linh đi theo gia chủ mượn ghế người trần gian. Nào vong linh lên đây thầy xem nào. Rồi, vong linh là nam hay là nữ? Bé tí xíu. Bé tí xíu, bé lắm, nhỏ lắm. À. Vong linh bé hay là thầy bé? Bé tí xíu, nhỏ bé lắm. Vong linh hôm nay đến đây làm gì? Giúp người chân. Giúp người chân, giúp như nào? Cứu người chân. Như thế nào? Là cho lên chùa để ăn mày Phật. Ở chùa cửa Phật để cho người chân làm ăn buôn bán. Cầu tài cầu lộc mọi việc tốt lành. Thì người chân này có tâm lắm, tốt tính lắm, nên theo từ lâu rồi. Theo người Trần từ lâu rồi, biết hết tất cả của việc của người Trần rồi. Người Trần được khổ lắm. Thế vong linh còn bé à? Bé tí thì tí mà. Thế vong linh nam hay nữ? Bé tí nam hay nữ à? Nói sau, kể cho mà nghe đã. Bé tí thì tí, thấy người Trần này khổ quá. Giúp cứu, đi đến đâu cũng đi cũng có đi đến đâu cũng phù, đi đến đâu cũng theo, nhưng chẳng làm gì cho người Trần này được. Vì nhà người Trần có người âm, có một ông phù làm to lắm, người âm làm to lắm, cai quản tất cả thiên đình to lắm. Cho nên cứ đi thôi, cứ đi với người Trần thôi, chẳng giúp gì được, chỉ thôi. Biết cái gì thì cũng không con biết sao. Người âm nhà người Trần cơ, người âm nhà người Trần đã làm to lắm, linh thiêng lắm. Cái gì cũng có thể biết, cái gì cũng có thể tất cả. Nên người âm nhà người Trần không muốn người Trần này phải ra khỏi của cái dòng tộc họ Ngô đó đâu. Thế sao? Vì tất cả nếu không có người Trần này thì cái dòng tộc họ Ngô không thể thế thì sao? Rồi.
Tại sao mà gia tiên linh thiêng thế mà còn để bị con cháu bị người khác dùng bùa ngải điều khiển suy khiến? Con cháu không nghe lời, nhìn thấy rồi, hôm đấy đã sang tay rồi, bảo nếu lần này mà còn tiếp đi nữa thì chắc chắn sẽ bị bùa ngải đấy. Thế nhưng con cháu không nghe, thế nhưng bực tức lắm. Nhiều lúc là người âm nhà người trần này thì tát đấm búng bốp vào mặt con cháu, nhưng nghĩ lại cũng tội lắm, khổ lắm. Suốt ngày sống khổ mà có sướng gì đâu. Suốt ngày nằm tu lu trong một cái phòng chật tí teo, xong thở không thở, hít không hít được. Suốt ngày có người hầu đâu, về nhà vợ con hầu hạ sung sướng nhưng không thích. Thích đi, đi cho nó khổ. Thì làm sao không, không nghe nói rõ cho thầy rõ. Mình kiếp trước, ông nghiệp trưởng của phòng âm vừa trong đó nên các cụ thương. Không đánh được. Có thế thôi, có sao đâu. Thế Vong Linh biết cách giải cho gia họ Bình họ như thế nào chưa? Thì bây giờ muốn là giải đi, cho đi. Bây giờ không đã lo cho rồi, lo cho một số lớn rồi. Tiền bạc ngân xuyến đầy đủ rồi, cửa hàng ký hiệu đầy đủ rồi. Làm để mà nuôi con, mà ăn. Buông ra người ta ra, cho người ta về, người ta hưởng thụ cuối đời. Năm ba, năm tư tuổi đầu rồi, sắp chết rồi, bệnh tật đầy người, sống được mấy đâu. Sau này bệnh tật đau yếu rồi về, vợ con nó hầu, nó hạ khổ thân nó. Thế nên bây giờ không muốn nó là như thế thôi. Chứ còn con người đấy người ta có phải vì tình đâu, người ta vì tiền mà. Cái tuổi tí đấy thì nó tiền chứ nó tình gì. Cái tuổi tí đấy thì nó tiền nó tình gì. Nó cố tình nó để nó đẻ cái đứa con này ra, để nó lấy tiền của, nó lấy một cái nhà to cửa rộng. Nhà to cửa rộng đâu có, các cụ phần đông còn đang chưa có nhà có cửa, chưa có tổ tiên mà ở. Mà đời có ở nhà to cửa rộng của trời cho, của trời ơi đất hỡi, tranh vợ cướp chồng của người khác mà đòi nhà to mà ở đâu ra có. Trời nó sẽ quả báo, 1-2 năm nữa thì không gãy chân thì què tay. Chứ làm sao mà được. Tổ tiên các cụ còn đang phải bơ vơ đây này, nhà từ tổ chưa có đây này, còn đang khổ đây này, thì nhà cửa to cao đâu cho. Trời ơi đất hỡi, cha chó mẹ lợn, con đấy có phải là con đâu. Chẳng qua cũng chỉ là men men trắng trắng thôi. Biết mà, ngu lắm, cứ nghĩ đấy là thật. Men men trắng trắng thôi. Thế cô này, cô này cô không quên được chồng cô ấy à? Cô này cô không quên được chồng cô ấy à? Quên hết lời, hết nhẽ rồi, nặng nhẹ đều có rồi. Nhưng mà cứ tưởng rằng vợ là con ma số nên vợ nói thế thôi. Nhưng vợ sống có tình có nghĩa nên vợ chỉ nói thôi, nhắc nhẹ thôi. Thế vợ đã đi cúng nhưng cho không nghe. Cô vợ này đã đi cúng cho chồng chưa? Chứ thì các cụ không cho đi. Đi đến cửa nào các cụ bảo thôi cứ về tu tại gia đi. Thì tu tại gia rồi, có tâm rồi, tu tại gia, niệm Phật tại gia rồi. Thì nếu mà đi gặp được thầy cũng tốt thì không có đâu. Thế hôm nay sang đây làm gì? Sang đây để nhờ thầy. Thầy có tốt không? Thầy có tâm. Trời ơi đừng có mà, đừng có mà, đừng có mà, đừng có mà thử người âm nữa. Người âm thầy cũng, người âm cái gì cũng biết à? Chứ sao. Thế nên đừng thở, thử cái người âm này nó. Tự nhiên hôm nay đường đồ sang thầy không gọi điện, không hiện trước. Thầy sang thấy bất ngờ đấy. Nhìn cái thấy địa chỉ luôn. Thầy có người ra đón đấy. Biết là người âm đến thì có người ra đón lên đấy. Đệ của thầy đấy cần gì? Lái xe. Đệ của thầy ra đón lên đấy cần gì nữa. Sang tay cho thầy bảo có một người âm đang đứng cửa, đang gọi điện cho thầy. Thì đệ của thầy đã xuống rồi. Thầy cao anh à. Chiều hôm nay thầy đang còn lắm việc lắm đâu, nhiều lá số còn phải giải trước kia kìa. Nhưng mà thôi, làm phúc thầy. Thế bây giờ muốn giải thì phải mang ông chồng đến đây chứ. Nhưng thầy sang tay cho ông chồng để ông chồng lên. Chứ cái ông chồng đấy bây giờ thì khó lắm, mê muội rồi, mù quáng rồi, bùa bả rồi. Nhưng mà vợ cũng cho ăn thịt chó mấy lần để giã bùa rồi đấy.
giã dần rồi đấy. Ngày từ ngày 15 cho đến ngày 20, 25, nếu không gặp nó thì không chịu nổi. Ngày đấy là ngày bùa của nó mà. Đúng không thầy? Thầy cũng đã nhìn thấy rồi. Giải bùa. Ngày đấy là bùa của nó. Thầy có biết cái bùa đấy là bùa gì không? Bùa mê, thuốc lú, bùa bẩn, bùa thỉu. Chứ không phải bùa của người thầy làm cho đâu. Bùa đấy là bùa bẩn, bùa thỉu, bùa mê, thuốc lú, bùa để gầm giường. Đúng không thầy? Sang tai rồi đấy. Thế nhưng người này không giải được. Bùa để gầm giường, bùa mê, bùa lú, bùa bẩn, bùa thỉu. Thầy có biết muốn xem mặt không? Cho xem mặt đấy. Xem mặt chồng á hả? Cho xem mặt vợ ơi. Cho xem mặt cái con bồ ấy. Xem làm gì? Thầy soi được rồi. Thử thầy thôi chứ thầy nhìn thấy rồi. Khó đấy thầy ạ. Chẳng có việc gì khó. Nhưng mà khó là như này thầy ạ. Về mo rồi, trắng tay rồi, tiền bạc không có, năm xu không có. Hôm nay đi lên về cửa thầy còn phải con trai đưa cho tiền. Xin con trai đấy, khổ lắm. Khổ lắm á? Thương lắm. Nhưng không giúp được. Không giúp được. Khổ lắm. Khổ lắm. Không bao giờ khóc. Hôm nay về cửa, về khóc vậy. Vì thương lắm. Đấy, khóc nhá. Mẹ tí này thương ở tầm quá. Hổ quá. Mẹ tí mà mẹ tiệm treo thương. Mẹ tiệm treo có phải là con của mẹ này không? Ôi, con của bố của mẹ đấy. Thương lắm, thương mẹ là, khổ. Đây là cô. Thương mẹ khổ. Mẹ đỏ hả? Không phải đâu, cậu. Cậu à? Thương mẹ. Cậu rồi à? Sao thầy giỏi thế? Thầy định không bao giờ muốn nói cho ai biết việc này đâu. Nhưng hôm thầy, thầy giỏi thế. Thầy định cậu nói, cậu nói để thầy biết. Mẹ nhìn mẹ có mang thai. Nhưng vì lúc bây giờ bố đang có gái, cô đẩy mẹ bằng ngàn cánh, không biết nói thét, nên mẹ đã bỏ con. Nhưng mẹ thương con. Trước khi bỏ con, mẹ về mẹ nhớ ngày bỏ con, mẹ vẫn thắp hương con. Mẹ vẫn thắp hương con. Nhưng sau này các cụ lên tiếng về bảo thằng, sao có một thằng bé tí teo nó cứ xuất hiện ở trong tổng tộc họ Ngô. Cậu không dám nhận. Mà do mẹ phá thai vẫn đi theo mẹ từ năm 2010 đến giờ. Và những năm đấy thì khi mà đi theo mẹ thì biết hết những chuyện mà cha làm chưa tốt, hoặc là cha bị người ta bỏ bùa như thế nào, rồi mọi việc âm dương trong nhà ra sao. Và tiếp theo là vì là thấy bé này rất là tội nghiệp và nó làm cho người mẹ này không còn bình tĩnh nữa, và lúc nào cũng trong trạng thái lơ mơ, âm trần, lẫn lộn. Nên là sau đấy tôi đã giúp cho vong linh đi theo mẹ được siêu thoát ngay
ngay buổi chiều hôm nay. Và lát nữa các bạn sẽ thấy khi mà vong linh siêu thoát sẽ bật ngửa người ra đằng sau. Đấy, sẽ được nhận được năng lượng siêu thoát và bật ngửa người ra đằng sau và ra đi. Và xin sau này được tái kiếp vào nhà khác. Và bây giờ người mẹ này không còn cái bé đỏ đi bên cạnh mà soi xét những việc ấy nữa. Sắp tới thì những cái việc âm dương trong gia đình sẽ đứa bé này sẽ không phụ trách nữa, mà cái việc đấy là việc của gia tiên, các cụ họ Ngô. Và sau này tôi sẽ giải bùa cho nhà này, và khi mà giải thì sẽ quay phim lại để cho các bạn thấy bùa nó sẽ như thế nào và cách giải bùa sẽ ra sao, khi họ bùa họ buông tha thì sẽ như thế nào. Và chắc chắn sau những lần giải này thì gia đình này sẽ rất là tốt và quay lại một cuộc sống bình thường. Các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Sớm được tái kiếp làm người nha, ngay bây giờ nha. Bé nhắm mắt lại. Nhưng để cho gặp chị đã. Thế nói chuyện với chị đi. Chị ơi, em là con của bố mẹ đây. Chị lại gần một tí. Em không ở được vì gần chị, gần anh, gần chị, gần bố, gần mẹ thì từ nay giờ đi em sẽ phải đi về với thầy rồi. Thầy cho em siêu thoát để em không quấn quẩn bên mẹ nữa, để cho mẹ khỏe khổ. Chị hãy thương mẹ nhé, chị lo cho mẹ, chứ em biết mẹ khổ lắm. Trên đời này em đi với mẹ từ năm 2000, em thấy cuộc đời mẹ không lúc nào được sung sướng đâu. Mẹ khổ lắm, mẹ nhìn không ai biết mẹ khổ, nhưng tâm mẹ khổ em mới hiểu được mẹ nhá. Chị hãy thương mẹ, mẹ hãy đừng để mẹ khổ nữa nhá. Thôi em chào chị cho em chào anh Linh với chị anh. Anh rể của em nhớ về cháu mẹ. Đi tạm em về, xin em đừng chui trộm các cụ cho mình vào chơi với cháu đấy. Em đùa với cháu, em treo cháu đấy nhớ chị ơi. Thôi em chào chị nhớ, chị chào em để em đi cho được siêu thoát. Chào em đi. Chào chị ơi, em rất muốn chị, anh chị không phải mất bố như em, mà không được sinh ra thì tôi, nhưng anh chị đã được sinh ra thì đừng mất bố mất mẹ nhá, cho khỏi khổ tâm nhá. Rồi chị nghe rồi, thời gian cũng không có nhiều đâu nha, để giúp bé siêu thoát bây giờ nha. Nào bé nhắm mắt lại đi, chuẩn bị đi nào, em làm sao đỡ không mẹ mình đã. Nam mô Bồ Tát, con xin vâng, tôi cho con đi siêu thoát. Vâng, con xin về cửa chùa cửa Phật, con xin ăn mày Phật, và con xin Phật đổ cho mẹ con, cho bố con về với mẹ con. Bỏ con kia đi, đừng ở với nó nữa, nếu ở với nó thì bố con sẽ là một thằng thở dại ngay thôi. Đó, con rồi, xin ra cái sư toán đi nha, xong rồi thì tính nha. Nào, thầy đi nào, ơi, đi nào. Cứu nhá, rồi, đi nào, mẹ con nhá. Rồi, đi nào. Tôi
Thôi đi đây, lộn sang kiếp khác nhà khác ở, về cửa cha, cửa mẹ, cửa cô, cửa cậu. Ăn mày cha mẹ, cô cậu, ăn mày cửa chùa, cửa Phật. Chào mẹ, con chào mẹ. Em chào chị, chào thầy. À, đi nhá. Tỉnh chưa? Thưa các bạn, tôi đã siêu thoát cho bé đỏ đi theo mẹ rồi. Và các bạn thấy đây là một câu chuyện kỳ lạ, không phải người trần đi cầu cứu mà chính là người âm, chính là bé này đưa mẹ đến đây để mà giúp siêu thoát cho bé, rồi sau này để giúp giải bùa ngải cho bố của bé nữa. Thì câu chuyện này rất kỳ lạ. Sau này tôi có hỏi bà này là cô này là sao, tại sao mà lại biết được ở đây mà đến. Thì cô ấy không nói nhiều, cô cũng không nói, cô bảo là tại vì gia tiên đưa đến, người âm đưa đến, và tôi không tin lắm. Nhưng sau đấy thì tôi tiếp tục nói chuyện với cô, thì cô đọc được rất nhiều người trong họ hàng của cô, ví dụ những các cụ nhà mất thì cô là cô đọc luôn tên là gì, xong rồi ngày mất, nghĩa trang an táng ở đâu luôn, và nhà đấy mất một số mộ thì cô ấy là người trực tiếp đi tìm mộ bằng cách là người âm nhập vào cô, xong rồi cô đi tìm mộ cho nhà cô ấy. Và mặc dù là người chồng trục trặc như thế nhưng cô vẫn không bỏ được chồng, bởi vì gia tiên nhà họ Ngô là chồng rất là mạnh, và luôn luôn muốn giữ cô để lại thờ cúng cho chu đáo, rồi để giúp cho dòng họ được các cụ ở người âm khúc mắc được tốt hơn, rồi gia đạo được hưng thịnh hơn. Thì đây là một câu chuyện có cái rất lạ, là người trần thì không thấy đâu, nhưng người âm dắt người trần đến một cái nơi linh thiêng như Linh Quang Điện, có thầy tử vi Việt Nam ở làm việc ở đấy để giúp cho bé được siêu thoát, rồi giúp sau này để giúp cho giải bùa ngải cho bố của đứa bé này. Và tập tiếp theo nữa, chúng tôi sau này khi mà giải chú bùa cho bố của bé này, tôi sẽ quay phim tiếp và đưa lên cho các bạn xem là bùa ngải nó kinh khủng mức nào và cách giải của nó ra sao. Xin tạm biệt các bạn, và chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ với tử vi Việt Nam.